Honor X7B, một trong những chiếc điện thoại tầm trung có hiệu năng ổn định, thời lượng pin ấn tượng, camera chụp ảnh đẹp, siêu bền, siêu trâu. Tại sao lại nói con máy này siêu bền, siêu trâu? Bởi vì nó sở hữu mức pin lên tới 6.000 mAh, dùng cả ngày mà chưa cần phải sạc. Thời gian đo được của em nó khi livestream lên tới 18,5 giờ, quá là ảo. Không những vậy còn hỗ trợ sạc nhanh lên tới 35W. Hồi sức cực nhanh. Điện thoại sử dụng jack tai nghe 3.5 và cảm biến vân tay bên cạnh cùng với chiều của hai nút tăng giảm âm lượng. Mặt lưng được thiết kế với chất liệu nhựa với độ nhám nhẹ, hạn chế xước sát. Bám vân tay người dùng, cạnh viền được bo góc nhẹ nhàng, tạo nên một tổng thể liền mạch. Màn hình lớn 6,8 inch, ram viền thân máy lên đến 91,3% với độ phân giải Full HD cộng, nhưng máy chỉ nặng có 199g và độ dày chỉ là 8,2mm. Dễ dàng thao tác, cầm nắm, tần số quét 90Hz, đảm bảo thao tác mượt mà, phản hồi ngay lập tức và không có độ trễ. Phù hợp để chơi các dòng game trên điện thoại hay xem phim, giải trí hoặc có thể là đọc sách báo. Tốt hơn với màn hình rộng, màn hình Full View 6,8 inch của Honor X7B không chỉ có tỷ lệ màn hình cao trên thân máy mà còn có độ phân giải Full HD cộng và hiển thị lên tới 16,7 triệu màu. Nhưng thật đáng tiếc, điểm trừ của chiếc màn hình này đó chính là độ sáng chỉ là tối đa 800 nit, không quá cao. Sử dụng dưới trời nắng gắt sẽ là một thách thức với nó. Cùng với đó là màn hình sẽ chỉ là màn hình LCD mà thôi, hiệu năng sẽ không quá vượt trội so với các màn hình khác. Còn chipset thì sao? Em nó sở hữu chip nhà rồng 680 với hiệu năng rất là ổn định ở trong tầm giá. Cùng với đấy là khả năng tiết kiệm điện, các bạn có thể sử dụng chiếc máy này để chơi game như PUBG, Free Fire. Cùng với đấy là Liên Quân Mobile với mức 60fps ở mức setting medium, bộ nhớ ngoài 8GB gốc và 8GB ảo, hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn bao giờ hết. Cùng với đấy, chiếc máy sở hữu bộ nhớ trong lên tới 256GB, thoải mái lưu trữ dữ liệu. Cùng với đấy là hỗ trợ mở rộng bộ nhớ qua thẻ nhớ microSD. Nhà sản xuất còn đưa vào bộ 3 camera ở mặt sau lưng máy với độ phân giải lên tới 108MP. Chip xử lý hình ảnh của Qualcomm cung cấp khả năng tái tạo hình ảnh tốt, đưa ra những bức ảnh thật sự chất lượng. Ngoài ra, chiếc camera này có hai chế độ chụp ảnh. Đầu tiên đó chính là chế độ chụp ảnh đêm, giúp cho những bức ảnh của bạn dù có thiếu sáng nhưng vẫn trở nên rất là trong trẻo. Cùng với đấy là chế độ chụp ảnh AI, tự động nhận diện khuôn mặt, tự động điều chỉnh thông số, hỗ trợ quay video lên tới độ phân giải Full HD 1080p và 30fps. Với mức giá này thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi một chiếc điện thoại có chống zoom quang học được. Cùng với đấy, khả năng zoom quang học cũng chỉ là 2x, khả năng zoom kỹ thuật số cũng chỉ là 8x mà thôi. Đây là một vài điểm trừ nho nhỏ trên camera của Honor X7B. Trên đây là những review và đánh giá nhanh của chúng tôi về chiếc điện thoại Honor X7B. Hiện tại điện thoại đang được phân phối tại hàng Hòa Mobi với mức giá là 4.790.000 đồng. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay thắc mắc gì, vui lòng để lại ở bình luận bên dưới. Và đừng quên rằng đến những cửa hàng của Hoàng Hà Mobi trên toàn quốc để có thể được nhân viên hướng dẫn, tư vấn tận tình nhất cũng như được trải nghiệm sản phẩm.